Xin mời đại chúng ta ngồi giữ lưng vừa thẳng, buông lỏng hai vai, tìm cho mình một cái thế ngồi nào mình cảm thấy dễ chịu. Lưng vừa thẳng, hai vai thả lỏng ra. So please your back straight. Relax your shoulders. Miệng mình có thể mỉm cười. Và mình chú tâm đến chóp mũi của mình để mình biết là mình đang có những hơi thở đang ra vào. Cái tâm của mình nó chạy nhảy. Bây giờ mình muốn đưa tâm mình trở về một nơi thôi. Đó là nơi mình dùng cái hơi thở để mình đưa cái tâm mình trụ vào hơi thở đó, để tâm của mình được ở yên và không có chạy nhảy lăn xăng như thường lệ. Please sit, relax and focus to your nose, where you can realize that you are breathing in and you are breathing out. This is one of the way to help you to remain in the calmness, because our mind wander a lot. So we do not want our mind to be like that all the time. And we need to learn how to bring the mind back to the present moment, because the mind always thinking about the past.
past, worry for the future. Cái tâm của mình luôn luôn phóng về quá khứ hoặc lo lắng tương lai. Bây giờ đây mình muốn đưa tâm mình trở về trong cái giây phút hiện tại. Cho nên mình nhắm mắt lại để không có bị chi phối và giúp cho mình dễ chú tâm. Và bây giờ mình chú tâm ở trong mũi mình để mình biết là mình đang thở vào, mình đang thở ra. Thở vào, niệm A Di. Thở ra, niệm Đà Phật. Và quý vị không cần phải ráng thở, cứ để hơi thở mình thở ra vào tự nhiên. Và khi mình thở vào như vậy thì mình thầm niệm A Di. Khi mình thở ra như vậy mình tâm niệm Đà Phật. Nhớ là mình không cần phải cố gắng thở hay là ép mình phải thở, mà chúng ta luôn luôn thở đều đặn ra vào. Chỉ có một điều là chúng ta không hề biết mình đang thở. Cho bây giờ mình ngồi để mình biết là mình đang thở. Và mình dùng câu niệm Phật để giúp cho cái tâm mình nó có cái chỗ nó bám vào với hơi thở của mình. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. So in order to help your mind to be focused, you follow your breath. And when you breathe in, you can silently say, calm the body. When you breathe out, you can silently say, calm the mind. You in this present moment, you try to calm your body and try to calm your mind by following your breath. You don't have to force yourself to breathe. Let your breath normally in and out. Xin nhớ là mình không có cố gắng thở hay là dồn ép mình phải thở. Cứ để hơi thở ra vào tự nhiên. Và chúng ta chỉ ngồi yên và lặng lẽ đi theo từng hơi thở của mình. Thở vào mình biết là mình đang tâm mình đã yên. Thở ra tâm mình đã yên, nó lắng. Hơi thở dài ngắn không có sao hết. Chúng ta cứ ngồi thật bình an, ngồi thật nhẹ nhàng, ngồi thật thông dong và cứ theo dõi hơi thở thôi. Ngắn biết ngắn, dài biết dài. Hơi thở vào A Di, hơi thở ra Đà Phật. Cứ như vậy mà ngồi theo dõi hơi thở và niệm Phật. Nếu một ý nghĩ nào xen vào, không cần phải chạy đẹp nó, và cũng không cần làm gì hết, cứ nhận biết. Remember, you are not forcing yourself to breathe. Allow yourself breathe freely, in and out. All you need to do is sit, relax, and enjoy every single breath you make. Khi mà mình có một ý nghĩ nào xen vào, đừng có lo, buông nó ra, đừng theo nó, trở về với hơi thở.
xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô năm 2017, chúng ta đang ở tại chùa Bảo Lâm, thành phố Westchester, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Dạ. Quý vị có buồn ngủ không? Dạ. Hơi thành thật khai báo rồi. Thì đại chúng làm có một số các nơi á, khi mà thỉnh chư tăng á, bưng một cái khay lễ, cầm cái khánh đi trước, thì cái lễ đó là lễ thỉnh sư. Thỉnh là mời, tức là lễ mời chư tăng ra dự lễ hay là thuyết pháp hay làm gì đó. Thường thường người ta vô bên cái phòng khách đó, hay là cái chỗ nào được quy định đó, cho nó thuận lợi đó, ta mới làm cái lễ tắc bạch, lễ đó là lễ thỉnh sư. Thì khi mà đi á, thì cái người đi đầu, cái người đi đầu thì cầm cái khánh. Cái khánh thì có khi là cái khánh tụng kinh, cái khánh dẫn lễ, hoặc có khi là cái khánh thỉnh. Cái khánh nó tròn tròn nhỏ nhỏ, khánh quá đường đó. Thì vị đó đi trước rồi tới người bưng khay rồi vân vân. Thì thường người ta hay bắt câu niệm Phật, đại chúng niệm theo. Nhưng mà khi mình niệm Phật như vậy đó, cái miệng mình niệm mà cái tai mình phải nghe, để khi mà cái thầy chủ lễ, cái thầy hướng dẫn đó, thầy dứt câu đó, thì đại chúng dứt chung. Có nhiều khi thầy dứt xong rồi ở dưới cũng còn Nam Mô, cái một người sướng cái nó lỡ lỏng quá, cái người kia thêm bổn sư. Thật là nó hay rơi vào cái tình trạng như vậy ở trong cái lễ thỉnh sư. Mà thường thường cái người cầm khánh á, khi mà thỉnh ra tới nơi rồi á, thì cái người cầm khánh phải thỉnh một hồi lên, bon 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 bon, để cho đại chúng biết là lễ thỉnh sư đã hoàn mãn. Nó có cái nghi thức của nó. Nếu khi mình thỉnh như vậy đó, mình ra rồi thì đại chúng niệm Phật. Cho nên đại chúng là niệm Phật á, thì cái tai mình phải nghe cái thầy cầm cái máy ông niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi cái thầy nín, rồi cái dưới này cũng một hai người lợp đợp Nam mô, rồi cái người kia nghe vậy cái chạy theo. Cái là hỏi, ủa giờ dừng lúc nào? Dừng lúc nào không biết. Phải vậy không? Cho nên nó làm cho cái lễ nó loãng ra. Cho nên ở mấy cái nhỏ nhỏ như vậy mình để ý. Ngay cái khi mình tụng kinh cũng vậy, lên tụng chú vãng sanh tụng 3 lần, thì cái lần thứ 3 đó, thì cái thầy giữ chuông đó, thầy Duy Na, thầy phải giữa cái bài đó, thầy phải thỉnh tiếng chuông để báo cho toàn chúng biết là đây là lần thứ 3 để mình dừng. Có nhiều người ta tụng mà người ta không có biết dừng, tại vì lúc tụng người ta thuộc lòng, người ta lo ra. Thấy không? Nam mô A Di Đà Phật, dạ đã tha, bữa nay chùa treo đèn đẹp quá. Ông lo ra, cái ông không biết là tới thứ mấy nữa. Thành thử là tới hồi dứt bỏ rồi cũng Nam mô A Di Đà, thì ta nói hết rồi, hết rồi. Hoặc là niệm Phật
lúc mà tán Di Đà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô, mình không biết có khi 10 câu, khi 30 câu, khi 40 câu thầy chủ lễ tụng như mình không biết. Cho cái thầy mình tụng như vậy đó, dù là cái bài nào mình thuộc đi nữa, tai mình vẫn phải để tâm tụng như vậy đó. Người ta gọi là nhiếp tâm. Quý vị có nghe chữ nhiếp tâm không? Cái tâm của mình nó gom vô, cái gọi là nhiếp tâm. Còn á, khi mình tụng mà tâm mình lo ra, mình nhìn, mình nghĩ gì đó rồi, cho nên mình không biết là bây giờ. Thậm chí cho nên cái thầy Duy Na tụng gần hết cái câu A-di-đà Phật cuối, thầy phải thỉnh một tiếng chuông khá để cho người ta nghe. Cho nên cái người thỉnh chuông của cái độ tiếng của mình phải như thế nào để cho đại chúng người ta nghe. Mà dưới đã thính cho đại chúng ngồi tụng chung cũng phải để tâm nghe. Hai cái đó đi với nhau. Cho nên nghe tiếng bon thì nhớ là Di Đà, xong rồi chuyển qua Quan Âm. Thở nhiều khi ông thỉnh cái bon rồi thì người bên này thì Quan Âm, mà người bên này còn Di Đà. Phải vậy không? À. Cho nên khi mình tụng kinh á, khi mình chưa có thuộc kinh, mở quyển kinh ra nhìn vô đó, cái đó gọi là đọc kinh. Khi chưa thuộc mà phải nhìn kinh gọi là đọc kinh. Mà khi thuộc kinh rồi thì gọi là tụng kinh. Bây giờ mình thuộc kinh rồi, mình không cần sách nữa, giờ mình tụng. Tại vì tụng bây giờ là mình thả tâm mình vô đó. Còn mình chưa thuộc mình phải đọc, chứ mình chưa biết câu kế là gì. Nhưng mà khi mình đã thuộc rồi, mình thả mình vô đó. Cũng giống như mình chưa thuộc bài hát vậy đó. Khi mình chưa thuộc bài hát á, thì mình phải nhìn vô. Nhưng mà khi mà mình thuộc rồi á, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, tâm mình nó thả vô trong đó. Cho nên mình lúc đó mình thả hồn, mình lả lướt, mình trầm bổng, mình hát như thế nào để người ta rung cảm. Còn khi mình chưa thuộc thì cái lời đó nó chưa. Chứ khi mình tụng kinh cũng vậy. Thí dụ mình thuộc cái bài con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng. Hôm nay trong thế đạo huy hoàng mà mình thuộc rồi đó, mình tụng cái tâm mình nó thả vô trong đó. Và cái lời tụng của mình lúc đó nó trầm bổng, nó làm cho cái người nghe ta phát tâm tu. Tụng kinh cũng là thuyết pháp. Tụng kinh cũng là thuyết pháp, nhưng mà giờ mình không biết. Mình không biết thuyết. Tổ, chư tổ viết sẵn những cái lời đó mình tụng. Tụng cho hay. Tiếng mình tụng hay đây không phải là để mình khoe, mà tụng hay để mong người nghe thấm. Thế gian người ta vô tu là cũng nhờ nghe âm thanh. Cho nên mới có cái quả gọi là thanh văn. Thanh văn duyên giác Bồ Tát rồi đó. Thanh văn là những người người ta nghe pháp mà người ta ngộ. Có những người người ta tới chùa, người ta đâu có biết nghe pháp đâu, nhưng mà tại bữa đó người ta đi đám tang, bà con bà khía người ta có, người ta vô, ta ngồi giữ cái lễ, nghe ông thầy tụng. Dù cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại, hình thù nhỏ to, chết rồi cũng tán một gò, của trần để lại chẳng cho đem về. Có gì mà phải đam mê, nghe tụng mà cái câu nó trầm, nó bổng, nó hay ho, đúng quá. Dù cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại, hình thù nhỏ to, mập ốm cao lùn đẹp xấu gì, chết rồi cũng tán một gò. Tức là khi nằm xuống chết rồi cũng vô chỗ à. Của trần để lại chẳng cho đem về. Cho nên tụng kinh cũng là thuyết pháp, chứ không phải biết thuyết pháp mới là thuyết pháp. Đời sống hàng ngày của mình là một bài pháp. Cái cách mình ăn cũng là một bài pháp. Cách mình nói là một bài pháp. Mình đi vào trong chánh điện, sự im lặng của mình là một bài pháp. Bài pháp lúc đó là bài pháp gì? Trang nghiêm Phật điện. Không nói
ồn ào. Dù chưa tới giờ lễ nhưng mình lên chánh điện rồi, không nên làm ồn. Mặc áo tràng rồi, ngồi với nhau rồi mà vẫn nói thì nó làm cho mất trang nghiêm. Thì thế thì cái chữ đạo tràng không có chỗ nào hết. Chưa nói lý nha, giờ nói sự. Mình tuyên bố mà đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, có trang nghiêm đâu, có thanh tịnh đâu. Cho nên chữ mình dùng thì có, mà mình ứng xử cái chữ đó thiếu. Cho nên hồi sáng mình học đó, thành tựu chúng sanh mà. Thành tựu tức là gì? Tức là mình muốn, mong muốn cho người khác thành được một cái gì đó như nguyện của mình. Mình muốn con của mình đó, nó thành tài, thì trước hết cha mẹ phải hy sinh. Hy sinh đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học. Con Phật tử tới chùa gặp Pháp Hòa tối rồi, 10 giờ tối còn đứng ở dưới bếp đó. Cái bữa đó chùa làm cái món bún rồi tàu hũ chiên đồ cuốn, mình kêu là gỏi cuốn đó, để sẵn mâm vậy nè, để dành cho mấy thầy mấy chú tối đi học về tối ăn. Pháp Hòa xuống thấy hai chú đi học về rồi mà thấy mâm cơm còn, Pháp Hòa mới sợ là mấy chú làm biếng cuốn cái này là chắc làm biếng không ăn. Cho nên Pháp Hòa mới lấy bài nước ra, Hòa đứng và cuốn hết một cái đó. Thì một cô Phật tử đi vô mới hỏi, ủa thầy làm gì? Nói tại thấy mấy chú đi học về rồi, cuốn cho mấy chú. Thì cô hỏi sao thầy cuốn? Nói trời ơi, đi học về nó mệt, tới nhiều khi thấy dày rùm rà làm biếng nó không ăn. Thôi mình chịu khó mình cuốn để sẵn cho mấy chú ăn. Thì cô về cô mới viết cho Hòa cái thơ. Cô nói con thấy thầy thương mấy chú như một người cha thương con, một người mẹ thương con. Nhưng mà thật sự là mấy chú mà tiểu mà đi tu thì xa cha xa mẹ, giờ vô chùa thì có thầy. Mà nếu thầy mà thương các chú như cha mẹ thương con thì làm cho cái tâm người đó nó ấm, thấy là nó vô chùa tu nó có cái tình. Mà mình làm chẳng cần ai biết, nhưng mà mình làm bằng cái tình thương của mình. Cái đó đó, quý vị cứ làm bằng tất cả tấm lòng của mình, là thế là mình thành tựu chúng sanh. Bằng bố thí, hồi sáng mình nói rồi, bằng thuyết pháp, bằng dụng cái sắc thân của mình. Cho nên tụng kinh cũng là thuyết pháp. Ví dụ như á, tại sao trong nhà Phật, Phật giáo có những thầy chuyên tụng, có những thầy chuyên thuyết pháp, có những thầy chuyên này kia? Tại vì có mỗi cái hoàn cảnh chúng sanh nhu cầu khác nhau. Ví dụ như người ta có đám tang ở nhà hoàng mà không ai tới đó bày bàn ra thuyết pháp đó. Có, nhưng mà vẫn phải có nghi lễ. Tại vì cái lúc đó người ta cần một vị thầy đến, người ta cần thời kinh. Cho nên thầy tụng kinh lúc đó phải làm việc. Rồi hồi sáng mình nói ba rồi, giờ mình nói tới cái thứ tư là gì? Đồng hạnh. Hồi sáng mà nói bố thí rồi, hiến tặng đó, rồi dụng sắc thân thuyết pháp. Vậy cái thứ tư là đồng hạnh. Đồng hạnh là gì? Tức là mình hòa đồng với tất cả mọi người để mình cùng làm việc. Chữ hành hay là hạnh giống nhau. Cho nên trong tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự tức là mình phải đồng chung sự việc với người ta. Mình muốn nhờ người ta làm gì mà mình không cùng tay mình làm, cái đó người ta nói anh vô đây làm boss tôi, chỉ tay năm ngón. Cho nên cái hạnh mà đồng hạnh với chúng sanh hay lắm. Và mình mà có một vị Bồ Tát, quý vị thấy không, tất cả các Bồ Tát trong Phật giáo quá trời quá đất. Và thật sự có nhiều khi những Bồ Tát đó không có đâu, nhưng mà do cái việc làm mà có danh.
Ví dụ như có một người chuyên lo vấn đề, lo đường xá, đắp lộ, Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát trì địa. Trì là giữ gìn, địa là đất. Ở chỗ đó đi lộn bổn quá, mấy bác đi té, chú Phật tử đó tới múc cát, múc sỏi, làm cho cái lỗ đó nó lấp đi, làm cho bằng phẳng người ta đi. Bồ Tát trì địa. Rồi tối ngay cái dốc đó người ta đi, người ta thấy đường người ta dấp té, một chú Phật tử tới bắt cái đèn ở chỗ đó. Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát Minh Quang, hay là Quang Minh, hay là Bồ Tát Đại Đăng, cái gì đó cũng được, miễn có chữ đèn sáng trong đó được. Cho nên đó là những trong Phật giáo đó, cái hành động gì mà nó có cái tính cách lợi ích cho tất cả mọi người, chúng ta đều gọi đó là hành động của Bồ Tát. Một người nào có tâm nguyện như vậy, chúng ta đều gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là cái người có cái tâm rộng lớn, muốn thành tựu chúng sanh, muốn thành tựu chúng sanh. Chúng gọi là đồng hạnh, đồng hạnh để thành tựu chúng sanh. Cho nên Phật tử với nhau cùng về chùa, tới giờ công quả tất cả mọi người làm. Người thì sắt gọt, người thì rửa chén, người thì hút bụi, người thì quét nhà, làm hết tất cả sự việc. Mọi người mỗi việc cho nó xong. Rồi tới giờ mình ăn cơm, báo chuông rồi thì đại chúng cùng đi ăn cơm. Tới giờ tụng kinh, đại chúng cùng tụng kinh. Mình trợ duyên cho nhau. Cho nên quý thưa đại chúng, là những vị trong số những người ngồi nghe pháp á, chúng mà ngồi nghe pháp á, có một cái chúng gọi là gì? Trợ tán. Người ngồi nghe pháp có khi gọi là ngồi nghe để trợ tán. Thuyết pháp người hồi sáng mà nói là thuyết pháp là có bốn dạng thuyết pháp, mà người nghe pháp cũng có bốn loại. Ví dụ như nhân có một cái sự kiện là có một cái vị đó bước ra cửa cái sụm té rồi, thì nhân cái cơ hội đó thì mình có thể có một bài pháp nào đó, do cái duyên nó xảy ra mà nói bài pháp. Và có những vị người ta đã biết hết rồi, nhưng mà ta vẫn lên đó, người ta ngồi để người ta trợ duyên cho đại chúng. Ví dụ như thượng tọa, ngài đâu có cần phải lên đây ngồi, nhưng mà ngài đến đây từ sáng giờ ngài ngồi hết thời rồi, ngài tụng kinh rồi, nãy Pháp Hòa nó thỉnh thầy đi nghỉ, thầy nói không, tôi lên tôi ngồi. Thì thượng tọa ngồi lên đây không phải là thượng tọa nghe pháp, mà trợ duyên. Người nghe pháp gọi là trợ duyên. Trợ duyên cho người nói, trợ duyên cho người nghe. Người nghe thấy ồ, quý thầy lên ngồi nghe pháp, mình cũng ngồi nghe pháp trang nghiêm. Rồi cái người nói pháp cũng biết rằng trước mặt mình là ai để mình nói cho đàng hoàng. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái nhiều khi quý vị lên mà lễ quy y đó, có Phật tử mới quy y, mình quy y rồi, nhưng mà có thời gian lên ngồi đó, cái người mà ngồi hộ niệm cho Phật tử quy y đó, người ta gọi là hộ đàng, tức là hộ niệm cho cái đàn truyền giới đó trang nghiêm, làm cho người giới tử đó người ta cảm thấy ấm cúng. Hôm nay ngày người ta nhập đảng, ngày người ta quy y mà được có mọi người tới hộ niệm, ta hoan hỷ. Nhưng mà đồng thời á, mình cũng có cơ hội để mình nghe lại, ôn lại cái pháp tam quy năm giới. Có nhiều khi mình quy y 30 năm mà mình không có đi hộ, không có đi tụng giới là thiếu sót rồi đó. Theo cái lệ là đã thọ giới là phải có tụng giới. Một tháng ít nhất một lần tụng giới. Ngày xưa Phật quy định là một tháng hai lần. Một tháng phải tụng giới hai lần. Tụng giới, tụng tam quy. Nếu mình đã thọ tam quy ngũ giới thì tụng cái đó. Mình thọ thập thiện thì tụng giới thập thiện. Mình thọ Bồ Tát giới, mình tụng Bồ Tát giới. Mình thọ sa di, mình phải tụng giới sa di. Mình thọ tỳ kheo, mình phải tụng tỳ kheo.
Bây giờ mình thọ giới, mình không có tụng giới. Cho nên nếu có lợi quy y thì những vị nào đã quy y rồi mà có thời giờ nên lên ngồi, lên ngồi, ngồi để trước hết cho mình nghe lại. Thứ hai là để hộ niệm cho các vị tân giới tử. Trường hợp như vậy và đồng hành hết. Hay là quý vị thấy không, một vị thầy trụ trì ở nước ngoài á, quý vị thấy thầy trụ trì ở đây, tất cả các thầy trụ trì ở nước ngoài đa phần là đồng hành hết. Bởi vì nhiều khi ngày thường chùa có ai đâu, thì bây giờ có khách thì chùa phải dẫn khách lên lễ Phật, thỉnh chuông đưa nhang cho người ta thắp, thỉnh chuông rồi xuống dưới nhà nấu trà mời khách. Thậm chí mà khách ở lại phải đi trải giường, trải gối, rồi phải đi nấu ăn cho khách, vân vân. Vị trụ trì làm cái trường hợp đó là đồng hành. Rồi quý vị thấy các vị Bồ Tát không? Quý vị đọc trong kinh cũng vậy, thấy Bồ Tát nào mà lên nói pháp cái tự nhiên có các Bồ Tát tới ngồi nghe tán thán. Đọc trong kinh là thấy những hình ảnh như vậy. Cho nên cái đó là muốn thành tựu chúng sanh thì phải có những người phát tâm gọi là đồng hành. Đồng hành, đồng hành. Rồi bây giờ cái thứ năm là gì? Thứ năm gọi là không nhiễm trước. Không nhiễm trước, có nghĩa chữ nhiễm là gì? Nhiễm tức là mình thấm. Thí dụ như mình gần cái người tốt á, mà mình lây mình thấm cái tốt thì ta kêu là nhiễm. Nhưng mà cái đó gọi là nhiễm thanh. Còn nếu mình gần cái người mà chửi bậy nói bậy cũng nhiễm, nhưng mà nhĩ nhiễm, nhiễm ô. Ô là đen, phải không? Ô là đen tối. Có khi người ta gọi là nhiễm trược. Người Bắc đọc là ô trọc, người Nam đọc là ô trược. Cho nên chữ nhiễm nó không có xấu, chữ nhiễm là thấm thôi. Ví dụ như mình đi chùa riết và nhiễm rồi đó. Đi chùa và quen, tuần nào cũng đi và nhiễm chùa, ghiền chùa, ghiền chùa đỡ hơn ghiền thuốc. Ghiền nhiều khi tức là mình thực hiện một cái hạnh là sống mà ở gần tất cả mà không có nhiễm. Nhiều khi người ta thấy người ta hạnh đó, ta tu. Hồi đó Pháp Hòa nhận mấy chú tiểu vô, thì mấy chú tiểu còn ở nhà với ba mẹ, mà chú nào cũng được chơi game. Thì vô chùa thì cũng phải cho chơi game, nhưng mà Pháp Hòa không có dẹp cái game, Pháp Hòa để cái bàn game đó. Nhưng mà cái luật là ngày thường không được đụng vô game, chỉ được chơi cuối tuần thôi, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật cho chơi 3 ngày. Mỗi lần chơi vậy 1 tiếng 2 tiếng dù vậy. Mà hễ Pháp Hòa mà bắt gặp ngày thường mà chơi game á là sẽ trừ lại. Thí dụ như thứ ba mà chơi là thứ sáu không được chơi. Không cần dẹp, để đó mà không được đụng. Thì có một chị Phật tử á, chỉ không cho con chỉ ăn kẹo, nhưng mà chỉ không dẹp hũ kẹo, chỉ để cái hũ kẹo ngay phòng khách. Và chỉ nói với Pháp Hòa là con để con tập con thấy mà không thèm. Cái đó nó cũng giống như bây giờ, xưa đại chúng, người tu của mình sống ở cái thời đại bây giờ, nếu muốn nhiễm dễ lắm, rất là dễ. Cho nên người tu mình bây giờ là đang làm một cái sen ở trong bùn, mà ráng chồi lên khỏi mặt bùn để làm một đóa sen. Bùn á, nó có tính cách dơ, nhưng mà nhờ nó mà có sen, cho nên mình cũng không thể xa nó được. Giống như bây giờ á, mình có cái phone. Xã hội đời sống bây giờ phải cần có cái phone, vì nó là một cái sự liên lạc cần thiết. Nhưng mà mình ở những nơi nào không cần xài phone, hay là thậm chí có những nơi mình không tiện bắt cái phone, hay là những nơi mình không thể đem nó ra được. Pháp Hòa ví dụ như mình ghiền coi phim Tàu hay là coi phim Việt Nam,
Rồi ở đây có cái đài, cứ tới giờ đó là cái phim đó nó chiếu lên. Bây giờ đi chùa tu một ngày thì cũng thích lắm, nhưng mà bỏ cái chương trình coi phim đó, mất một tập. Rồi kỳ sau mình về đây không biết cái tập kế nó là cái gì nữa, mất cái dấu đó. Ngồi thiền thì cũng ngồi vậy, nhưng mà dở phone lên. Tới giờ rồi, giờ này giờ đó cái phim đó nó chiếu, nhưng mà mình vẫn ngồi đây được, mà mình bình an được với cái đó. Tức là không phải là mình không có, nhưng mà cái mình đang thực tập là có mà không nhiễm. Cho nên mình gần mỗi cái người mà người ta vẫn có cái phone giống mình vậy, mà sao người ta bình an, người ta không có một chút cái tay gì mình dở ra, cứ lát coi có ai nhắn gì không. Có nhiều vị có cái phone, trời ơi tôi rầu lắm, phone tôi nó reo cả ngày, tôi mệt ghê lắm. Vậy mà sáng nào chiều nào nguyên cả ngày không ai gọi. Chị làm ơn chị gọi dùng cái phone tôi coi nó có vấn đề gì không, mà sáng giờ nó không reo vậy trơn. Tức là bây giờ mình cũng đang nghi ngờ cái phone mình, không biết nó có hư không, cho nên kiếm cái người khác gọi vô coi cái phone mình nó có hư không. Cái tu của mình á, không phải là mình detach. Cái Phật giáo không phải là cái detach, không phải là cái mà buông, nghĩa là không ấy, xả buông bỏ. Nhưng mà cái Phật giáo muốn chỉ cách cho chúng ta sống là chúng ta chỉ sống đúng với cái nhu cầu, đúng với cái nhu cầu, mà không đi xa hơn là cái tham cầu. Cho nên chữ dục á, bản tính đó, bản chất chữ dục không có xấu. Chữ dục chỉ là muốn. Chữ dục nghĩa là muốn. Ở đời này ai sống trong đời này mà không muốn? Ví dụ bây giờ mình khát nước quá, muốn uống nước. Đói bụng quá muốn ăn. Buồn ngủ quá muốn ngủ. Thấy không? Thì chữ muốn đó nó có gì là xấu đâu. Nhưng mà nó khổ một cái là mình có thêm sau chữ muốn. Uống khát là phải uống, nhưng mà uống ngon kìa. Ví dụ mình hỏi tôi khát nước quá có gì uống không, cái người ta nói đây có nước lọc, vậy thôi hả? Thấy chưa? Thấy cái khổ mình ngay cái chỗ đó đó. Đói bụng quá, mở tủ nguyên một tủ đồ ăn, sao không có gì ăn hết trơn. Tại vì mình muốn cái gì? Mình muốn cái đúng khẩu của mình, và mình đúng ngon kìa. Chứ cái khổ mình từ cái chữ thứ hai. Chứ nếu mà mình đúng theo cái mình muốn là muốn ăn, là nó khỏe rồi. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi mình sống trong gia đình mình dễ dãi, người ta đỡ khổ lắm. Thí dụ bây giờ bà xã đi làm về mệt quá, bữa đó nấu có 8 món à. Thường nấu tới 10 lần. Nói đùa, thí dụ bữa đó mình làm mệt quá, ăn 1-2 món, mình dễ dãi đi. Đôi lúc mình đó thông cảm, thôi bữa nay mình mệt quá, nấu nhiều đó được rồi. Thì chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng mà ăn một cách vô nhiễm như vậy, mình thành tựu cho người vợ mình được cái thời gian nghỉ ngơi. Hay là bây giờ mình qua đây mình sống chung với con cái, đôi khi mình cũng du di dễ dãi, nhẹ nhàng cho con cái nó thoải mái một chút, là mình thành tựu cho đời sống. Có nhiều khi người mẹ nhịn người dâu để thành tựu hạnh phúc cho con. Có nhiều khi người mẹ nhịn người rể để thành tựu hạnh phúc cho con gái mình. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta muốn thành tựu một cái gì đó cho mình, cho người. Nhưng mà thưa đại chúng, ngay khi chúng ta làm điều đó, thành tựu ai chưa biết, mà thành tựu cho mình. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi: Thầy ơi, khi mà cha mẹ mất lâu năm rồi mình cầu siêu vậy đó, có được lợi ích gì cho cha mẹ không? Thì Pháp Hòa mới nói á, ví dụ cô có đủ hết tất cả, nhưng mà con cô đi đâu về nó mang món quà nhỏ nhỏ tới cho cô, mặc dù cô không cần, nhưng mà cô vui không? Cô vui. Vì sao cô vui? Vì đứa con nó còn nhớ tới mình, nhiêu đó vui rồi. Còn cái chuyện quà cáp không cần thiết.
Cho nên á, cái khi mình làm một việc gì cho ai, cái lợi ích đầu tiên là tâm lành của mình đã khởi trước đó. Còn ví dụ như mình ghét người đó, mình muốn chửi người đó, cái người nghe cái tiếng chửi của mình là người thứ hai để nghe tiếng chửi, mặc dù mình nói là người đầu tiên tôi chửi, nhưng mà thực chất ra mà nói, mình là người đầu tiên đã hưởng cái xấu rồi. Vì cái đó nó từ trong tâm mình, nó trừ trong cái cửa miệng mình nó đi ra, mình là người đầu tiên hưởng cái đó. Cho nên chữ Hán có câu đó, hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, nói theo tiếng Việt là ngậm máu phun người trước giờ miệng mình. Như vậy thì khi mà chúng ta khởi niệm lành, làm lành, cái người mà hưởng cái điều lành của mình là người thứ hai, còn người đầu tiên hưởng cái điều lành đó là mình. Vì nó từ tâm thức của mình, nó từ trong trái tim mình, nó từ trong trong con người mình nó đi ra, thì mình là người hưởng cái đó trước. Cho nên khởi niệm lành cho ai thì mình là người hưởng, tại vì mình khởi xong cái vui. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình hẹn với người yêu, lát nữa gặp người yêu mình tặng cho người yêu sẽ như thế này, cái mình tưởng tượng cái mình mỉm cười mình là vì vậy mình tưởng tượng là cái giây phút hạnh phúc đó, cái giây phút mà mình tặng rồi thấy cái gô này cổ cầm đó, hoa cổ lắc tới lắc lui, mình cứ tưởng tượng cái đó là mình cười. Hoặc là mình tưởng tượng một lát nữa con mình về, mình sẽ ôm con mình nói cái gì là mẹ con sẽ hạnh phúc. Tưởng tượng cái tự nhiên cái niềm vui mình nó có, mặc dù cái hình ảnh nó chưa xuất hiện, sự thật nó chưa xuất hiện, nhưng khi chúng ta khởi niệm gì tâm mình vui liền, phải vậy không? Bây giờ Pháp Hòa nói thực chất một chút nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị trong Pháp Hòa có cơ hội được về đây thăm đại chúng, và khi nghe thầy trụ trì thông báo là Pháp Hòa sẽ về đây với đại chúng, quý vị có vui không? Vui. Thì cái niềm vui đó chưa có, nhưng mình nghĩ tới cái ngày thầy về, mình sẽ được 2 ngày tu học như vậy. Ai hưởng đâu chưa biết, nhưng mình hưởng. Cho nên á, tại sao trong Phật giáo quan trọng cái chỗ tu tâm? Vì nếu hằng ngày mình luyện cái tâm đó, trao dồi cái tâm đó, thì cái tâm lành mình nó có từng giây từng phút nó khởi. Ai hưởng đâu chưa biết, mà mình là người hưởng. Cho nên á, mình cái một cái gì mà lành thiện chúng ta khởi lên, mình giúp cho ai chưa thấy ai được hưởng mà tự nhiên giúp cho mình. Ví dụ như mình khởi tâm, trời cái anh đó nghèo quá, tôi muốn giúp cho anh. Quý vị hưởng liền cái phước. Phước gì? Xả được cái sang tham, mở lòng từ bi, thấy người khổ mình muốn giúp. Cho nên đó, mình đó, khi mình thành tựu cho ai một cái gì, nghĩa là ngay giây phút đó mình cũng đang chính mình thành tựu cho mình. Ví dụ như này, hôm nay tôi sẽ tụng một thời kinh cầu an cho cô. Nhưng mà trong khi mình ngồi mình tụng, cô đó chưa biết mình sẽ tụng gì, nhưng mà trong đầu mình đã sắp xếp thời kinh cầu an này sẽ gồm có gì? Nguyện hương, đảnh lễ, đại bi, bát nhã, chú tiêu tai các tường, và một bài sám nguyện ngày an lành. Khi mình khởi niệm, mình sắp xếp trong đầu mình tụng cái gì là tự nhiên trong đầu mình giây phút đó thành một bài kinh này. Bài kinh cầu an nó đi vào trong lòng mình, và mình đã an liền khi mình bắt đầu thời kinh đó. Nhưng mà ngược lại, mình khởi niệm một lát nữa mình gặp cái cô đó, mình sẽ mắng cổ bằng câu gì trước, rồi mình sẽ lôi dòng họ, lúc đó nó cũng thành tựu, nhưng mà thành tựu một cái nhiễm trong tâm mình. Cho nên á, Pháp Hòa khi mà đọc kinh Hoa Nghiêm đến cái đoạn này, Đức Phật dạy 10 cái phương pháp để thành tựu chúng sanh, thì khi đọc xong là Pháp Hòa nói mô Phật. Khi mà mình thành tựu cho chúng sanh, nghĩa là có mình trong đó, vì mình cũng là một chúng sanh, mình cũng là một chúng sanh trong vô số chúng sanh. Mà cái chúng sanh bên ngoài á, chúng sanh bên ngoài là những con người bên ngoài cần được độ, nhưng mà chúng sanh trong này nó cũng cần độ dữ lắm.
Tại vì chúng sanh trong này nó ngấm ngầm, nó quậy dữ lắm. Có nhiều khi nó thấy cái người đó, nó giả bộ nó ngồi yên, nó không nói vậy, mà trong này nó đánh lộn với nhau. Nó không có người ngồi đây là mày chết mẹ tao. Không có ba mẹ đây, không có má mẹ đây, không có ai đây là mình. Nhỏ này tiêu rồi, thí dụ vậy. Cho nên chúng sanh trong này nó xúi dục mình dữ lắm. Cho nên Đức Phật dạy á, gần đây Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại, có những vị sẽ nói rằng tôi không cần đi chùa, tôi tu tâm, tôi không cần là đi chùa gõ mõ tụng kinh gì, tôi ăn hiền ở lành, tôi tu tâm. Nhưng mà mình chưa hề biết tâm mình cái gì nó hiện khởi thì tu chỗ nào. Người ta chọc mình còn khởi, mình tức, mình la mà. Mình la xong mình đính chánh nó, tại nó vậy tôi phải vậy nè. Nó như vậy, nhưng mà tâm mình không như vậy, mình mới tu tâm. Tại vì tu nghĩa là chỉnh sửa. Mà nó vậy mình cũng vậy thì tức là mình mát thôi. Nó hề thì mình hài. Cho nên trong chuyện Kiều có câu đó, đó vàng đây cũng kim ngân, đó đặng 10 phần đây chính có dư. Gọi là mình khoe mình đó nghe. Người kia mùng 1 thì ta đây cũng rằm. Tức là mình cũng nghe là mình cũng khoe, là mình cũng đâu có bở. Cho nên thực hiện cái hạnh không nhiễm trước để thành tựu chúng sanh. Cái người Phật tử mà đi chùa đó, học pháp, nghe pháp lâu ngày rồi, mình nhìn những người đó mình biết Phật tử này là Phật tử thuần thành. Quý vị nghe từ đó rồi phải không? Chữ thuần là gì? Không có tạp. Thuần thí dụ mình nói trời nè, tôi tặng cho anh đây là cơm, này là cơm không có pha gì hết này, cơm thuần gạo tốt, gạo ngon. Thuần là không có xen cái khác quá. Vàng mà không có xen thứ khác gọi là thuần là vàng. Phật tử mà chất Phật thuần không xen cái khác là thuần chất Phật. Cho nên đại chúng nhớ là trong Phật giáo không phải biểu chúng ta buông xả tất cả. Mà cái chữ buông xả trong nhà Phật đó, là chúng ta đủ duyên để phải đối diện. Chúng ta không cần đi tìm, nhưng mà nếu cái duyên nó đến mình phải gặp thì chúng ta phải nhẹ nhàng gặp xong rồi xả. Thí dụ như bây giờ đói bụng, mình sẽ ăn cơm. Bây giờ mình không biết chiều nay chùa đãi mình món gì, trong đầu mình không có một cái expect gì hết trơn á. Chiều nay lên ngồi cái người ta mở ra cho mình ăn, ăn đủ duyên mình ăn. Nhưng bây giờ khổ một cái mình ăn sới, trời ơi bún gì mà rau không. Cái khổ của mình là chỗ đó. Giờ Phật giáo là không cần phải, mình không cần phải xả bỏ tất cả cái gì cả, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đối cảnh mà vô tâm. Đối cảnh vô tâm là không có phải là thờ ơ lạnh lùng nghe, mà đối tất cả cảnh duyên mà tâm không sao động. Cái nghĩa này là, cho nên đâu cần phải nói thiền, mà chỉ cần đối cảnh không tâm khỏi hỏi thiền. Vì chúng ta đã sống trong thiền rồi. Cho nên trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Kinh Tứ Thập Nhị Chương á, có một cái chương gọi là 20 điều khó. Trong đó có một câu là đối cảnh vô tâm là khó. Có nhiều khi người ta nói móc mình ngồi mình bình an vậy. Cái chị kia, chị, nó nói móc chị có biết không? Dạ biết chứ. Biết mà tại sao không trả lời lại nó? Dạ có gì đâu nói. Cái người kia không dính dáng gì mà lại động tâm. Còn mình cả cái người nghe mà tâm mình không bị động. Cho nên mình gọi là đối cảnh vô tâm. Chữ vô tâm không có nghĩa là thờ ơ lạnh lùng, không phải vậy. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ bước ra cửa, họ dấp té, mình chạy tới mình đỡ họ lên. Đỡ họ lên xong rồi mình thôi, mình giúp họ xong rồi mình chẳng có cần phải ghi nhớ gì hết trơn á. Tháng sau tự nhiên mình gặp chuyện gì mình nhờ người đó không giúp nữa, cái mình khều mình nói cho cô đó xài không được. Tháng rồi tôi té tôi đỡ, mà bữa nay gặp tôi thờ ơ. Vậy là mình hữu tâm.
Chứ đối cảnh vô tâm là gì? Cho nên cái ông thầy á, ông gặp cái cô thiếu nữ mà té bên bờ suối, ông tới ông sóc cô nó dậy, ông ẵm cô đó qua bên bờ suối, xong ông thả cô đó xuống, rồi ông tỉnh queo ông đi à. À, cái ông sư đệ ông không có ẵm, mà ông bực. Ông bực ông đi tới cái góc đường đằng kia, ông mới nói sư đệ, sư huynh có biết bữa nay sư huynh phạm giới không? Ông sư đệ, ông sư huynh nói tôi phạm giới gì? Nói tại sao bữa nay sư huynh lại ẵm một cô gái? Ông sư huynh ông mới nói sư đệ, tôi đã để cổ xuống ở bờ suối lâu rồi mà tại sao sư đệ còn bưng cổ tới đây? Tôi ẵm cô đó là vì lúc đó cô đó cần sự giúp đỡ. Xong rồi tôi để cổ xuống là tôi với cổ xong. Sư đệ không là người bưng cô gái đó, nhưng mà bưng ở đâu? Bưng ở trong tâm thức của mình. Vậy thì người này bị nhiễm, không đụng mà lại nhiễm, còn mình đụng mà không nhiễm. Cho nên cái chữ vô nhiễm là vậy. Chứ ông nói thôi thôi không cần, không phải. Cuộc sống này sao không không cần được? Mình sống trong cõi dục. Cõi này gọi là cõi dục giới, trong ba giới nha, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong tam giới đó thì cõi của mình là cõi dục. Mà đã là cõi dục nghĩa là con người còn muốn. Có điều là muốn cái gì? Đã, ví dụ muốn chùa là muốn rồi. Muốn xây chánh điện cho lớn để Phật tử ngồi là muốn rồi. Nhưng mà có những cái muốn nó hướng thượng, có những cái muốn nó hướng hạ. Rồi bây giờ thầy trụ trì nói tôi muốn xây chánh điện, nhưng mà bây giờ tôi cũng không có cái khổ đau gì. Đủ duyên thì tôi xây, không đủ duyên thì không xây. Nếu mà đủ duyên thì xây lớn, thoải mái, Phật tử có chỗ để mà tu tập thoải mái. Còn không có thôi, giờ duyên không có, thầy khổ đau cũng vậy thôi à. Cho nên mình muốn mà không được thì mình phải nhẹ nhàng. Vì trong cuộc đời này không phải cái gì mình muốn là có thể được. Tại vì nhiều khi duyên nó chưa đủ. Bây giờ mình có 99 sen, thiếu 1 sen à, thì không thể gọi là 1 đồng. Dù chỉ là 1 sen thôi, nhưng phải thêm 1 sen nữa mới gọi là 1 đồng. Còn thiếu 1 sen đó chúng ta gọi là 99 sen. Bây giờ đi hết nhà không có 1 sen nào hết trơn, cũng là 99 sen. Khi nào mặc dù bình thường một sen thằng khối, nhưng mà tới hôm nay kiếm sen không ra. Quý vị đi chợ nhiều khi á, chỉ cần có 5 sen thôi mà không có để trả, cái cô đứng cũng phải chờ. Lúc đó cũng phải mẻ ăn đồng. Đưa đồng ra để cái cổ lấy 5 sen rồi cổ đưa mình lại 95 sen. Cầm đống bạc cắt mà tức. Trời ơi, bữa tôi cả đống bạc cắt vậy nè, bữa nay kiếm 5 sen không ra. Nhưng mà cổ là người tinh tiền, thiếu 5 sen cổ vẫn phải lấy. Phải là ví dụ như vậy. Cho nên cái chữ mà vô nhiễm trong nhà Phật không có nghĩa là mình buông xả hết để gọi là vô nhiễm, mà nó cũng có cái nghĩa sâu sắc hơn. Sâu sắc hơn là mình ở trong mọi cảnh duyên mà tâm mình đừng có dính cảnh. Cho có một người đệ tử tới gặp người thầy, nói bạch thầy, tâm con bị động. Ông thầy trả lời, vậy con đừng động tâm. Bị động nghĩa là cảnh nó tới. Bị động là cảnh nó tới. Còn mình không động là không bị động với cảnh. Cho nên á, khi mà cảnh nó đến mình không động thì gọi là cảnh. Lúc mà mình bị động thì gọi là trần. Cái hoa nó mọc bên đường bình thường thì nó là cảnh thôi. Nhưng mà mình dính với nó, bây giờ là bắt đầu nó cái hoa nó thành trần rồi. Hồi tối chùa nở hoa quỳnh, nó nở đẹp rồi ra ngắm chơi, chụp hình chơi. Sáng nay ra mà nó héo cũng bình thường, tại vì cái lý mình đã biết rồi. Hoa quỳnh nở trong đêm khuya và chỉ vài tiếng sau là nó hết. Mà hễ bây giờ mình tiếc, mình buồn, mình đủ thứ hết, cho bây giờ hoa quỳnh thay vì nó là cảnh thôi mà giờ nó biến thành trần, tại vì nó lôi mình. Cho nên nhiều khi mình lên mâm cơm ăn mà không khéo, tự nhiên nguyên mâm cơm đã thành trần hết.
Nấu phở mà dày sao ăn, ăn phở mà thiếu dày sao ăn. Cho nên là thay vì để ăn no bình thường thôi, nhưng mà rốt cuộc biến nguyên cái bữa ăn đó thành ra nhiễm. Nhiễm nghĩa là bây giờ mình dính mắt ra. Mình ăn phở, ăn có quế mấy chục năm rồi cũng vậy thôi, mà tại sao hôm nay thiếu một cọng quế chịu không nói? Thì cọng quế nó lại thành ra cái gì, nó nặng nề, nó lôi mình. Thì cái cọng quế đó nó làm cho mình nhiễm. Mà lẽ ra mình phải hơn cọng quế, ăn mấy chục năm rồi có sao đâu, bây giờ thiếu một cọng không hề ăn thua gì. Khi mà mình không được, mình được như vậy đó, mình giúp cho người khác nhiều dữ lắm. Tại vì người khác gần mình ta học. Bác này dễ ghê nha, đi với bác thoải mái lắm. Tại vì á, bác sao cũng được, bác rất là nhẹ nhàng. Còn mình đi với một người mà lúc nào người ta cũng rất là khó khăn trong mọi việc, từ cái ngồi, cái ăn, cái uống, mình nói thôi thôi, lần sau đi đâu có bác này muốn đi xin xe nô hết chỗ rồi. Cho mình sống mà mình nhẹ nhàng, mình cũng làm cho người khác, mình làm cho người khác dễ chịu, thoải mái. Cái thứ sáu là gì? Thứ sáu gọi là khai thị, để khai thị hạnh Bồ Tát để thành tựu chúng sanh. Chữ khai nghĩa là mở, chữ thị là chỉ. Khai thị là mình mở ra và mình chỉ những cái hạnh của Bồ Tát để cho chúng sanh được nương học để thành tựu. Cho nên ở trong kinh đó, Phật thuyết pháp đó, có 12 loại kinh nha. Những cái bài thuyết pháp của Phật chia ra 12 thể loại. Có những thể loại là thơ kệ, có những thể loại là trường hàng, có những thể loại là thí dụ, và có những thể loại là Phật đem những câu chuyện, những cái hạnh của các vị này vị kia Phật kể cho mình nghe để mình học theo. Thì cái thể loại đó được gọi là bổn sự. Còn nếu mà Đức Phật kể chuyện đời tư của Phật cho mình nghe, Phật tu sao sao, cái đó gọi là bổn sanh. Kinh mà Phật kể về những cái tiểu, những cái quá khứ của Phật tu hạnh gì đó, kinh đó gọi là kinh bổn sanh. Còn những câu chuyện của các vị thánh tăng Bồ Tát cho mình học, mình nghe là bổn sự. Bây giờ mình phải lâu lâu mình nghe kể những câu chuyện về các vị tổ, các vị cư sĩ mà Phật tử có duyên với mình, để mình học hạnh từ các vị đó. Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là ở Việt Nam mình nó có một cư sĩ người Việt. Ông là người sáng lập ra cái gia đình Phật tử bây giờ đó. Cái hệ thống tổ chức gia đình Phật tử ở các chùa bây giờ đó là do cái vị này là người khởi xướng đầu tiên. Vị này sanh ở Quảng Nam. Tên của ông là Lê Đình Thám. Ông là một bác sĩ có học. Một ngày nọ ông ghé một ngôi chùa, ông nghỉ, ông ngồi ông nghỉ mát ở trong một cái nhà nghỉ mát. Thì trong cái nhà nghỉ mát đó có ghi một cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng. Ông đọc cái bài kệ đó mà ông ngộ đạo. Ông ngộ ra được cái lý. Không biết bài kệ của Lục Tổ hay là bài kệ trong Kinh Kim Cang. Nhất thiết hữu vi pháp, kệ trong Kinh Kim Cang. Nhưng mà ở đây mà muốn nói là khi ông trở thành một cái người Phật tử, từ một người có học, học về Tây Phương, có học thức ở bên phương Tây, nhưng mà khi thấm nhuần Phật giáo quy y rồi đó, ông trở thành một người thầy dạy cho các hòa thượng. Các hòa thượng mà ngày xưa là các tăng sinh còn trẻ vô những cái trường Phật học, thì quý hòa thượng dạy nội điển thôi, nhưng mà mời vị cư sĩ này vô dạy ngoại điển. Nhưng mà vị cư sĩ này có một cái đặc biệt, trước khi ông lên đứng vô cái bục giảng á, ông ra ông đảnh lễ chư tăng ba lạy. Vì hiện nay con là một cư sĩ Phật tử, đứng trước mặt con là chư tăng,
trong hàng tăng bảo, con phải đảnh lễ. Sau khi đảnh lễ rồi, con xin phép quý ngài cho con được đứng lên cái bục giảng này. Bây giờ con là một ông thầy dạy chữ cho các thầy. Ông tên là Lê Đình Thám, pháp danh của ông là Tâm Minh. Mà bây giờ trong cái số lượng sách Phật giáo đó, có một bộ rất là lưu thông, đó là bộ gọi là Kinh Lăng Nghiêm do ông giảng giải. Tên của, ở ngoài Huế, chùa Từ Đàm có tạc cái bức tượng của ông nửa người để trước cửa sân, trong sân chùa Từ Đàm, để gọi là kỷ niệm. Cái hình ảnh một cư sĩ giỏi nhưng mà rất là, gọi là gì, gọi là khiêm tốn. Trước khi lên dạy chư tăng, là một thầy giáo dạy chữ cho chư tăng về ngoại điểm, nhưng mà thủy chung quý ngài vẫn là hàng tăng bảo. Cho nên trước khi con đứng vào cái vị trí là người thầy dạy, thì con phải thực hiện lễ nghi của một người Phật tử đối với tăng bảo, đảnh lễ chư tăng ba lễ, rồi bước lên cái chỗ đó, kể cho đại chúng nghe cái hạnh của một vị cư sĩ như vậy. Để đại chúng nghe như vậy rồi học được cái hạnh khiêm cung của ông. Vậy thì cái này gọi là gì? Khai thị hạnh của Bồ Tát để thành tựu cho chúng sanh. Quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng không? Có nghe chuyện Lục Tổ phải không? Khi mà Lục Tổ rời khỏi chùa Ngũ Tổ rồi á, Lục Tổ đi về Quảng Đông, ghé vô một cái chùa. Lúc đó gặp hai ông Sa Di, hai chú tiểu đang ngồi cãi với nhau về một vấn đề. Hai ông Sa Di mới cãi: tôi đố huynh, cây cờ động hay là gió động? Ông thì nói gió động, ông nói cờ động. Lục Tổ đi ngang, lúc đó còn là hình tướng cư sĩ mà, chưa có xuất gia mà, nói không phải cờ động, cũng không phải gió động, mà tại tâm của hai ông động. Nếu mà hai ông tâm không bị động thì hai ông sẽ hiểu được một cái lý duyên sinh. Do có cái lá cờ cho nên, và có gió thổi cho nên mới thấy được cái tướng cờ nó động. Bây giờ ngược lại, chỉ thiếu một duyên, có gió mà không có cờ thì làm sao thấy được tướng gió? Mà nếu có cờ mà, nếu mà có gió mà không có cờ thì làm sao thấy được tướng gió? Nếu ngược lại, có cờ không có gió thì làm sao thấy được cái tướng cờ nó phất? Mình sống ở trong đời phải thấy cái lý duyên sinh thì mình mới hết khổ và đỡ tranh cãi. Do tâm mình động cho nên mình cãi. Còn nếu mà tâm mình tĩnh lặng trong sáng, thấy được duyên sinh thì hết cãi. Cho nên Lục Tổ đang hình tướng của cư sĩ mà nói lên: không phải cờ động cũng không phải gió động, mà tâm hai ông động. Ngài trụ trì cái chùa đó là ngài Ấn Tông đi tới, nghe được cái người nói như vậy, biết ông này là tổ rồi chứ không phải người thường. Bước ra chắp tay: tôi nghe nói y bác của Ngũ Tổ đã truyền cho về phương này rồi, chẳng hay có phải là nhân giả không? Chẳng hay có phải là ngài không? Lục Tổ nhận nhưng mà không có dám nói. Còn mình gặp mình bây giờ: tôi đây chứ ai. Và quý vị sẽ thấy Lục Tổ nhận một cách rất dễ thương. Ngài Ấn Tông hỏi xong rồi, hỏi có phải là người là cái người tiếp nhận y bát của Ngũ Tổ không? Quý vị nghe lời Lục Tổ nhận nè: chẳng dám, chẳng dám. Chẳng dám, chẳng dám là nhận, mà nhận một cách rất khiêm cung. Bây giờ á, muốn thỉnh Lục Tổ lên thuyết pháp, nhưng mà Lục Tổ còn hình tướng cư sĩ thì không thể ngồi trên cái pháp tòa được. Lúc đó ngài Ấn Tông phải làm lễ xuất gia truyền giới cho Lục Tổ. Vì trên nguyên tắc luật giới, ông là cư sĩ chưa làm lễ xuất gia thọ giới. Tôi là người xuất gia, tôi phải làm lễ xuất gia cho ông. Thì lúc đó ngài Ấn Tông làm lễ xuất gia cho Lục Tổ xong rồi, bước xuống pháp tòa, cung thỉnh Lục Tổ lên thuyết pháp. Vì bây giờ ông là hình tướng người xuất gia rồi, ông đủ tư cách ngồi lên pháp tòa.
Bây giờ Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe những câu chuyện như vậy để làm gì? Để thấy được cái hạnh của người xưa. Để thấy được cái hạnh của người xưa, nghĩa là cư sĩ và người xuất gia có những cái cách của người ta tu đàng hoàng, ta tu vậy. Còn mình bây giờ thọ mới có lên tới tại gia Bồ Tát thôi, mà thấy mấy ông cư sĩ mà mới thọ giới xuống dưới kia ngồi, biết chỗ này của Bồ Tát không? Đi đâu cũng giành đi trước hết. Bồ Tát á, càng là Bồ Tát là phải càng lui. Ai thích đi trước mình cứ nhường. Mình phải là cái người nhận cái chỗ nào xấu nhất, còn người ta biết mình ta tự tôn, ta tôn mình lên chứ không có tự tôn. Thì những câu chuyện mà kể như vậy gọi là gì? Khai thị, tức là nói cho người nghe cái hạnh của các vị để chúng ta thành tựu được cái đời tu mình. Ở Việt Nam á, sau 75 là có nhiều chùa nghèo nuôi chúng đâu có nổi, nhưng mà có những thầy nuôi toàn chúng, không ai được ra đời hết. Các thầy ở đây tôi nuôi, làm một cái gánh hủ tiếu bán nuôi cả chùa. Vậy thì cái gánh hủ tiếu đó không phải vì ham tiền mà kiếm, nhưng mà cái thời buổi khó khăn thì phải có kinh tế tự túc để nuôi chùa. Có những hòa thượng á, dạy cho chúng làm nước tương nè, cho nên cái nước tương hiệu lá bồ đề đó là do một hòa thượng ở Việt Nam đề xướng cái chương trình làm nước tương lá bồ đề, tàu vị yểu lá bồ đề. Có ai nhớ chai nước tương đó không? Có ai nhớ bột giặt không? Bột hai con hai con ngỗng, con thiên thai gì đó. Các thầy làm để có kinh tế tự túc. Bây giờ quý vị ra nước ngoài, quý vị thấy chùa cũng có kinh tế tự túc, chùa làm đồ chay bán. Có Việt Nam có chùa làm nhang, có chùa làm chao, có chùa làm tương, có chùa làm này kia phát hành. Cái đó là gì? Mình phải làm thứ nhất trong chúng, có làm để cộng sự cái cực nhọc với chúng sanh. Không thể nào ngồi tu mà hưởng. Bây giờ chúng sanh ta nghèo, ta còn không có ăn, đợi người ta đem vô cúng sao? Mình phải có kinh tế tự túc. Ở bên Đài Loan nó có một ni sư hiện nay còn đang sống, và ni sư làm từ thiện. Mà quý vị biết hiện nay ở trên thế giới này, trên bản đồ thế giới này, ni sư có hơn 10.000 Phật tử ở các nước đồng cộng sự với ni sư để làm từ thiện. Ni sư có xây dựng được mấy cái viện bệnh viện ở tại Đài Loan, xây mấy trường đại học ở Đài Loan. Mà trong chúng đệ tử của ni sư không được đụng vô tiền Phật tử cúng dường làm từ thiện. Ni sư bắt tất cả sư cô trong chùa phải tự canh tác lấy mà sống. Tất cả những sư cô đệ tử của ni sư trong chùa làm đèn cây, làm đèn cây bằng đậu nành organic á, làm đèn cây đậu nành bán để mà làm kinh tế nuôi các sư cô, chứ không nhận tiền Phật tử cúng làm từ thiện. Như vậy thì bây giờ nếu mình bị chấp trước là chùa không được cái này, chùa không được kia, không được thì ở đâu ra? Ví dụ bây giờ cái chùa đó ta không có đủ tiền điện, tiền nước, tiền chi phí hàng tháng. Đâu có phải là, xin lỗi đại chúng là ở đây không có cái gì free à. Hàng tuần mình về chùa mình ăn dĩa giấy, ly giấy, muỗng đĩa ở đâu ra? Không phải trển rơi xuống. Không phải thầy trụ trì ngồi tụng mà tự đâu nó tới. Phải có tiền mới mua được. Thì nếu mà được cái phước Phật tử cúng dường thì tốt. Còn không thì mình phải thông cảm là người ta cần cái tài chánh đó để người ta chi phí. Pháp Hòa đã từng gặp quý hòa thượng mà ngày xưa khoảng 40 năm trước quý ngài vừa đến đặt chân ở nước Mỹ, nước Canada. Quý vị biết quý ngài làm cái gì để duy trì cái chùa không? Đi làm clean những cái office ban đêm. Office ban đêm mà đi về hết rồi, các ngài vô được nhà, các cái nhà thầu clean mướn đi vô clean các cái office, kiếm tiền lo cho chùa.
Khi mà chùa đã ổn định rồi, Phật tử đã có thể phụ giúp được rồi, thì các ngài nghỉ không làm nữa. Thì Pháp Hòa kể nhiều lắm là, nhưng mà ở đây Pháp Hòa ví dụ cái gì mà trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là khai thị hạnh Bồ Tát để thành tựu chúng sanh. Có những chúng sanh người ta chưa có thấy, người ta chưa có hiểu được, mình kể những cái chuyện cho chúng sanh nghe để chúng sanh nương theo tu. Thấy những cái hạnh tu của các vị. Pháp Hòa rất là thích đọc sử của các tổ. Từ nhỏ vô chùa tu là thích mằn mò những cái cuốn chuyện, những cái cuốn sử vậy, để mình thấy các tổ tu làm sao mình bắt chước. Cho quý vị mà đọc những cái câu chuyện của các vị hòa thượng, các vị tổ mình là hay vô cùng. Ở Việt Nam mình có một vị tổ mà cận đại nhất mà nhắc đến là vị nào cũng sẽ biết. Đó là Tổ Thích Thiện Hòa, Ngài Thiện Hòa. Cái thời đó mà Ngài tạo được những cái trường Phật học, tạo những cái lớp học để cho chư tăng học. Mà quý vị mà đọc những câu chuyện, nghe người ta kể gì, quý hòa thượng hy sinh cho chư tăng thời đó để được học hỏi, để được học giáo lý, để được truyền bá, quý ngài sẽ thấy quý ngài cực khổ vô cùng. Có dịp nào quý vị cứ bấm mà, Tổ Khánh Hòa, Tổ Khánh Anh, Tổ Thiện Hòa rồi đó, quý vị đọc những cái chuyện đó. Đó là những vị tại đất nước Việt Nam mình. Và quý vị sẽ thấy rằng quý ngài đã hy sinh như thế nào cho Phật giáo Việt Nam. Chỉ cần đọc những cái đó để sắp tấn mình. Và phải thấy rằng mình phải có bổn phận tiếp nối công hạnh của quý ngài. Mình phải có bổn phận tu như thế nào để không phụ lòng của quý ngài đối với mình. Ví dụ như ai đã từng đến ở ngôi chùa này từ lúc khơi sơ, những người mới đến đây như Pháp Hòa rồi đi thì thấy vậy thôi, nhưng mà không thấy được cái trước. Cho nên nhiều khi con nó sanh ra ở cái xứ giàu nó khó tu hơn cái đứa ở xứ nghèo. Tại vì cái đứa này bây giờ mình kể chuyện nghèo của Việt Nam nó nghe nó không tưởng tượng được. Hết giờ chưa? Thôi bây giờ sẵn trước khi kể chuyện có câu hỏi trong này, sắp giấy hỏi này. Trong đó có một cái câu hỏi là: thế nào là nghèo rớt mồng tơi? Phật tử hỏi này. Chắc tại hồi sáng nghe Pháp Hòa kể chuyện là bút xa gà chết. Giờ hỏi: thầy ơi, tại sao người ta nói nghèo rớt mồng tơi? Mồng tơi là cái gì? Là cái rau mồng tơi mình ăn đó phải không? Không phải. Tại sao ông lấy rau khác đi? Nghèo rớt rau má. Giờ rớt rau sao rồi? Thưa đại chúng, là cái tơi á, cái tơi là cái áo mưa mà người ta làm bằng lá. Cái thời nghèo người ta không có cái gì để làm cái áo che mưa che nắng, thì người ta mới gom cái lá đó, cái lá nó xòe như cánh quạt vậy đó, để người ta gom kết nó lại thành một cái áo. Mà nó có cái hay là cái áo đó đó, khi mà người ta kết đó, người ta mới chuốt cái tre đó cho nó mỏng, ta kết thành cái cổ áo nè. Ta kết thành cái cổ áo. Và cái áo đó đặc biệt là khi mà làm nó rồi là không có xếp được, tại vì nó to, nó phình, nó xòe ra bởi từ những cái lá khô mà. Ta kết dày để mà trời mưa người ta mặc, trời lạnh người ta cũng có thể mặc, trời nắng thì mặc nó mát. Nhưng mà sau bao nhiêu năm ngày mưa nắng thì cái lá ở phía dưới nó có thể mục. Nhưng mà cái tơi á, là cái cổ ở trên này nè, nó còn, nó lâu hư lắm. Vậy mà cái anh đó, anh nghèo đến mức độ là cái mà lâu hư nhất mà rốt cuộc bây giờ nó tới hư, nó rớt cái đó ra, nó những cái chỗ kết đó, nó rơi cái tơi đó ra. Cho nên nó gọi là nghèo rớt tơi.
chứ không phải có cái mùng, có cái, nếu mà mồng tơi thì bộ nhà giàu không ăn mồng tơi sao? Nhiều khi nhà giàu thèm canh mồng tơi lắm, mồng tơi à, bùn ngót rồi à, mướt à, nấu nồi canh tập tàn, sang sang bào miếng bắp vô nữa. Nấu canh tập tàn là phải có bắp bào vô nó mới ngon, nó mới ngọt nước. Vậy thì nghèo rớt mồng tơi là cái tơi chỗ cái cổ áo này, thường là nó mục, là nó mục những cái lá thôi, chứ còn cái chỗ cổ này nó lâu mục lắm, nó lâu hư lắm. Vậy mà cái anh này anh nghèo đến mức độ, đến độ cái chỗ mà nó khó rớt nhất, nó khó gọi là hư nhất, mà đến cuối cùng sao nó cũng rụng rơi luôn, thì biết là cỡ anh này anh nghèo cỡ nào nè. Nghèo rớt mồng tơi, hay cái mùng hay cái mồng gì cũng được. Con nít ở đây á, nhiều khi mình ngồi ăn cơm với nó, mình kể, mình nói con biết không, hồi đó ba mẹ nghèo á, đến đội á, không có cơm để ăn rồi vậy. Nó nói ba mẹ đừng có kể nữa, tại vì con không có biết được. Tại vì nó, vì sao nó không có ở trong cái cảnh đó. Nhưng mà mình vẫn kể để làm gì? Để thành tựu một con người đừng có phung phí. Cho nên chưa chắc cái nghèo đã là dở, bởi vì chính nhiều khi cái nghèo đó nó làm cho một con người sống biết gì, biết chan rãi tình thương đến những người khác. Nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp đó, người ta nghèo quá rồi tới hồi người ta giàu người ta không biết thương ai hết. Và người ta quan niệm sao biết không? Bây giờ tôi phải ăn chơi cho xả láng, tại vì trả thù là những ngày tháng tôi nghèo. Cũng có, nhưng mà phần lớn là người ta, khi người ta nghèo khổ, người ta giàu lên, thì người ta sẽ hiểu được rằng cái nghèo là gì, và người ta biết lân bẩn với người khác. Cho nên bây giờ ví dụ Pháp Hòa hồi nhỏ và sống làm sao, Pháp Hòa ngồi lại với quý bác, quý chú, quý cô, mình nói chuyện với nhau, nói sáng đêm nói vẫn được, tại vì mình ăn độn ra làm sao mình biết, mình sống cảnh nghèo sao mình biết. Nhưng mà cái đứa nó chưa nghèo, nó nói không vô. Nhưng mà mình vẫn phải kể để chi? Để cho nó thành tựu. Ở đây mà vị nào á, mà ăn cơm mà ngán lên ngán xuống đó, trời ơi sao lúc này ăn cơm ngán quá, nghĩ tới những ngày ở trại tị nạn á, cho là nuốt chén cơm ngon lành. Thầy Pháp Hòa thầy nói á, khi nào mấy đứa mà chán chán tu á, đi vô bệnh viện thăm bệnh, còn không ai quen để thăm, cứ đi vô hết phòng này, chỉ cần đi hết mấy cái hành lang mà thấy người già mà ngồi gục lên gục xuống rồi la hét rên rỉ, về cái thấy tu liền. Tại vì sao? Trong người lại ngẫm đến ta, đợt người hôm trước đợt ta sau này. Cho nên hồi nãy ngồi đây nè, có ông bác mà lôm khôm rồi đứng dậy mà thấy cực nhọc quá, rồi Pháp Hòa thông cảm, Pháp Hòa nói từ từ. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa thông cảm, ở chùa Pháp Hòa là mỗi lần nghe pháp tụng kinh xong, lúc nào trước khi đứng dậy cũng có một câu: xin đại chúng xả chân so bóp. Đang ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ làm cái bon đứng dậy, trời ơi chết ngắt người ta. Cho nên lúc nào ở bên chùa Pháp Hòa tụng kinh nghe pháp 1 giờ 2 giờ đều có câu nói đó, trước khi đứng dậy lễ Phật đều có câu đại chúng xả chân so bóp, cho người ta có cơ hội, người ta đưa chân duỗi ra, người ta so bóp, rồi người ta đứng dậy, người ta lễ Phật. Quý vị thấy đứng gấp á, cuối cùng á, kẻ lại người không, nó lộp chộp, nó còn bất trang nghiêm hơn nữa. Cho nên này, nhìn bác qua nói từ từ. Để chi biết không? Dạ, mai mốt em có con về cũng có người thông cảm. Từ từ. Bây giờ là bắt đầu rượu rồi. Vì quý vị tưởng không, tuần nào cũng bay 2-3 chuyến bay, sao nổi, ngồi riết nó cũng rượu chứ. Cái trứng rớt bể mà bỏ nước sôi hồi nó còn đặt queo lại mà. Củ cà rốt cứng ngắt mà để vô cái nồi nước sôi hồi nó còn mềm mà. Những cái đó là những hình ảnh để chúng ta quán chiếu chúng ta tu. Cái trứng mỏng manh mà ở trong nước sôi một hồi nó lại đặt.
Củ cà rốt cứng ngắc mà ở nước sôi một hồi thì nó lại mềm. Thấy được bài học tu chưa? Không cần biết anh là dạng giàu, dạng nghèo, dạng sang, dạng gì, mà ở cùng một cảnh duyên thì anh mềm cũng phải thành cứng, anh cứng cũng phải mềm. Anh là người chấp trước thì cũng phải cảm thông. Cùng một cảnh là nước sôi, cùng một cảnh là nước sôi, nhưng mà cái người mà ở trong cảnh giàu có cỡ nào đi nữa mà rơi vô cảnh nghèo, cuối cùng cũng phải thích ứng được với cái nghèo. Anh là một cái người mà nghĩa là khổ đau cùng tột, mà đụng nước sôi rồi anh cũng phải khôn lớn, vững chãi. Cho nên cái đó gọi là khai thị hạnh Bồ Tát, cái thành tựu chúng sanh. Thị hiện mãnh liệt ở tất cả thế giới đã thành tựu chúng sanh. Chữ mãnh liệt nghĩa là gì? Chữ mãnh liệt ở trường hợp này là không sợ hãi, vô ý. Có nhiều khi người ta làm gì mà người ta sợ, ta làm không xong ta không dám làm. Cho nên chữ mãnh liệt là phải lăn xả. Quý vị bây giờ quý vị thấy nhiều khi mình nhìn lại mình thấy mình mãnh liệt không? 40 năm trước dám ngồi chiếc ghe chút xíu đi, đi tìm cái sống, mãnh liệt trong tâm thức. Rồi qua tới đây tiếng Mỹ không biết một câu, vậy mà cuối cùng bây giờ bươn chải, nghĩa là lèo lái, cuối cùng bập bẹ được tiếng Anh, không chừng chữ lộn cũng được. Rồi mình làm gì nữa? Mình thành tựu cho con cái của mình tới nơi tới chốn, bây giờ cũng có cái nhà, rồi cũng có xe cộ vân vân. Cái đó là mãnh liệt. Tức là gì? Không phải là mình anh hùng với ai, nhưng mà chúng ta biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh để chúng ta có thể thành tựu cho con cái của mình, và đồng thời cho con cái mình một bài học. Mẹ ngày xưa qua đây không biết gì hết, tụi con còn rất nhỏ. Đâu phải lo tụi con không đâu, tháng nào Việt Nam cũng gửi thơ đều đặn. Những năm tháng đầu nhận thơ tới tấp, có phải không? Mà mở cái thơ ra là biết chuyện gì trong đó rồi đó. Dù không ai nói gì với mình, nhưng mà tự trong tâm mình biết bổn phận mình phải gửi về Việt Nam giúp đỡ người thân, phải lo cho con đủ thứ hết. Mà ngày hôm nay mình được như vậy. Nếu không có sự cái tinh thần vô ý. Vô ý là gì? Không sợ hãi. Chữ vô ý không có nghĩa là mình lấn lướt ai, mình anh hùng với ai, nhưng mà mình phải biết vươn lên ở tất cả mọi cái hoàn cảnh. Cho nên người tu mà không có tinh thần vô ý là tu không nổi. Phong vào ví dụ nha, quý vị đi chùa quý vị thấy vậy đó, mà tới hồi quý vị phát tâm quý vị vô chùa tu chưa chắc mình tu được. Tại vì khi mình vô trong này rồi, đâu phải huynh đệ nào cũng thương mình giống vậy đâu. Nhiều khi người ta chưa có thông cảm, người ta ganh tị với mình. Cái đó là sự thật đó, chúng sanh mà. Nhiều khi người ta tu chưa giỏi người ta còn ganh tị, nhiều khi người ta tu chưa có giỏi người ta còn hờn mát với mình, vân vân. Mà mình phải phát triệt. Đó là mình nói gì, ngoại duyên bên ngoài, chứ bên trong mình nó cũng dữ dội lắm. Nội cái chuyện gọi là thức khuya dậy sớm nè, làm công quả trong chùa, không có tinh thần vô quý làm không nổi. Cho nên hồi nãy có một vị Phật tử vô thăm Pháp Hòa rồi, nói là có ý nguyện muốn đi tu. Thì Pháp Hòa mới chia sẻ một cái kinh nghiệm thôi. Cái người mà mình muốn tu á, cũng giống như người khỏe, phải khỏe mới làm được tất cả việc. Người tu mà thiếu phước, không đủ duyên tu. Bây giờ muốn tạo phước từ đâu? Từ những sự công quả tích phước, nấu ăn cho chúng, quét nhà, lau nhà, làm việc, lau bàn thờ, lau tượng Phật. Đừng có nghĩ rằng cái đó là một, mình phải cung phụng, phục dịch cho ai. Nếu muốn nghĩ vậy cũng tốt, vì đó là hạnh Bồ Tát. Còn nếu muốn nghĩ cho mình, đó là cơ hội để mình tích lũy cái phước. Đó là mình cơ hội mình tích lũy cái phước.
Người xưa có câu đó, làm thiện như cỏ, không thấy nó, không thấy nó lớn, vậy mà nó lớn từng ngày. Làm thiện như là mình cỏ cây trong vườn nhà vậy, quý vị đâu có bao giờ thấy, nhìn mà thấy cỏ nó mọc đâu, vậy mà mỗi ngày mình thay cỏ nó lớn, không hề thấy cái giây phút nó sinh trưởng. Làm thiện cũng giống vậy, làm thiện như cỏ trong vườn, không chứng kiến giây phút nó lớn, vậy mà nó lớn mỗi ngày. Làm thiện như mài dao trên đá, lâu ngày thấy đá nó lởm, phải không? Cũng như vậy. Cho nên cái người mà là cái người mà chúng ta, cái người mà chúng ta tu, chúng ta phải có cái phước. Mà cái phước của người tu là gì? Ở đâu kiếm ra được phước đó? Ngay trong ngôi chùa. Lái xe, lao xe, nấu ăn, dọn chén, rửa chén, không có cái job nào mà nhà chùa không có. Chùa là nơi sản xuất mọi ngành nghề. Pháp Hòa thường ngồi kể những câu chuyện đối với các chú tiểu. Tụi con ra đời phải không, học làm sếp khúc, đâu có cần đâu. Chùa có cái bếp vô đứng nấu thời gian giỏi làm sếp à. Sếp khúc. Tụi con thích làm nghề sửa xe phải không? Chùa có xe. Xe thì phải thay nhớt, phải coi chừng, lâu ngày cũng có job cho mình. Mấy đứa con muốn làm văn phòng phải không? Chùa cũng có văn phòng làm giấy tờ, mình cũng phải làm được. Tụi con muốn làm webmaster, làm về website phải không? Chùa cũng có thể làm một cái website. Tụi con muốn làm một cái người coordinator, làm gọi là điều hành phải không? Chùa có tri sự. Tri sự là coordinator, điều hành tất cả mọi bộ phận trong chùa. Cho nên chùa không thiếu bất cứ job gì hết. Ai muốn có job vô chùa ở. Và chùa là nơi cho mình được cái phước đó. Người ta cứ nói tùm lum trên tay mình mà nghe mà mình bình an được là mình thành tựu được gì? Nhẫn nhục ba la mật. Siêng năng nhẫn được như vậy là tinh tấn ba la mật. Không nói lời thô ác là trì giới ba la mật. Cho người ta sự cảm thông và tha thứ của mình là bố thí ba la mật. Có tuệ giác quán chiếu, người này là người rất đau khổ vì họ trong tâm họ không có lành thiện, cho nên nói ra lời nào nghe cũng không dễ thương, tội nghiệp lắm. Thấy được cái đó là thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật. Cho nên nơi một cái người đó đủ lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Quý vị thấy được chỗ đó không? Thị hiện mãnh liệt tất cả thế giới để thành tựu chúng sanh. Chữ thế giới là gì? Không phải mình đi qua Tàu, qua Đức, qua Mỹ, qua gì mới kêu là thành tựu cả thế giới. Một ngày, mỗi một ngày không chừng mình đi du lịch cả 10 thế giới. Quý vị có nghe lục phàm tứ thánh không? Tứ thánh nè, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác là tứ thánh nè. Lục phàm nè, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 10 cảnh giới đó. Một ngày mình du lịch đủ 10 cảnh giới. Sáng ra vui vẻ ở cõi trời, đang ăn sáng dậy cái người ta chọc ghẹo diện câu nổi sân lên Atula, rồi nguyên ngày đó rơi xuống địa ngục. Cho nên đâu cần chết mới đi du lịch cả thế giới đó đâu. Muốn biết 10 cảnh giới đó đâu, mỗi một ngày là mình chỉ cần mà dùng thiền định quán chiếu một chút là ô cha, tôi đang ở cõi trời, địa ngục, cõi người, rơi đầy đủ trong cõi cõi. Mà bây giờ mình ở trong các cảnh đó mà mình vô ý, tức là mình vẫn mãnh liệt được tất cả các thế giới đó. Cho nên á, người ta vẽ 10 cảnh giới: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở giữa người ta vẽ một chữ tâm. Vì 10 cảnh giới này không ngoài cái tâm mà ra. Tâm mình cũng có lên thiên đường được, tâm mình xuống địa ngục, tâm mình đi dạo hết các cảnh. Tâm mình muốn đi đâu là mình đi về đó.
Thôi mình dừng đây đi, tối mình ôm mai mình nói tiếp. Đây là một cái bài kinh, một cái đoạn kinh, một đoạn thôi, trích ở trong kinh Hoa Nghiêm. Và Phật dạy 10 cái cách để thành tựu chúng sanh. Nhưng mà thưa đại chúng là thành tựu chúng sanh, nhưng mà cũng ngay giây phút đó là thành tựu cho chính mình. Tại vì mình làm cho chúng sanh, trước hết là mình làm cho mình. Ví dụ như mình làm xong ổ bánh khoai mì mình đem tặng cho bạn, mà người thưởng thức đầu tiên là ai? Và người ta thưởng thức cái bánh khoai mì mà mình thành tựu được cái nghề làm bánh. Như vậy thành tựu chúng sanh cũng là thành tựu cho chính mình. Và nhớ rằng đừng nghĩ mình làm cho ai, khi mình làm cho người thì cũng chính là mình làm cho chính mình. Thôi mình dừng ở đây rồi mai mình nói tiếp. Nhờ đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Xả chân chút xíu trước khi đứng dậy.